Xin chào các bạn đã đến với channel của tôi ngày hôm nay, nơi mà các bạn thường xuyên nhận được các kiến thức bổ ích, những cơ hội đầu tư và nhiều thông tin liên quan đến thị trường bất động sản. Và như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Bây giờ tôi và các bạn sẽ đi khảo sát một số khu đô thị của thành phố Nha Trang các bạn. Thì hiện tại tôi đang đứng tại một cái khu đô thị mới của Nha Trang các bạn. Và đường này là đường Phước Hải các bạn. Xin lỗi các bạn, đây là đường số 4 nhé. Đường số 4 của khu đô thị Phước Hải các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi dọc theo cái đường số 4 này các bạn nhé. Đây là đường Phong Châu. Trước mặt chúng ta đây là đường số 4 và đường này thì nằm trong cái khu đô thị Venetia 1. Đây là một khu đô thị khá là đẹp các bạn. Đây các bạn, chúng ta đang đứng trong khu đô thị Venetia 1 các bạn nhé. Ở đây tôi thấy là thành phố Nha Trang có hai khu đô thị Venetia 1 và 2 các bạn. Khu đô thị Venetia này thì giáp với lại khu đô thị Phước Hải các bạn nhé.
và tiếp đó là giáp đi lên tí một đoạn nữa thì là chúng ta sẽ đến khu đô thị Venezia 2. Các bạn có thể thấy là khu đô thị này tỷ lệ lấp đầy ở đây, tỷ lệ xây dựng ở đây chỉ khoảng 30% các bạn. Đấy, khoảng 30% các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ đi tham quan cái khu đô thị Venezia 1 này để xem là khu vực này như thế nào các bạn nhé. Trước mặt chúng ta đây là đường số 4 nhé. Đường số 4 là đường khá là đẹp và mật độ giao thông ở đây các bạn có thể thấy là cao các bạn. Tôi sẽ đi vào trong khu đô thị này. Và đây thì tôi thấy là họ chặn không cho xe ô tô vào các bạn. Trong quá trình đi đầu tư bất động sản thì có một số bạn hỏi tôi rằng khi mà hai bên mua bán bất động sản đã đồng ý giao dịch bất động sản thì cần soạn thảo cái hợp đồng mua bán bất động sản như thế nào. Thì sau đây là các kinh nghiệm của tôi trong quá trình đi mua bán bất động sản, rút ra một số cái lưu ý chúng ta soạn thảo hợp đồng mua bán như sau. Thứ nhất, hợp đồng mua bán về nguyên tắc ấy, nó được soạn thảo trên cơ sở hợp đồng đặt cọc. Hợp đồng đặt cọc nó như là cái bản thiết kế đã thỏa thuận gần như là đầy đủ hết các quyền và nghĩa vụ giữa các bên mua và bên bán các bạn. Vấn đề thứ hai là chúng ta kết hợp cái nội dung của hợp đồng đặt cọc với mẫu của hợp đồng công chứng. Mẫu của hợp đồng công chứng thì có mẫu chuẩn rồi và hầu hết các văn phòng nào cũng có cái mẫu hợp đồng công chứng chuẩn rồi các bạn. Trong nhiều trường hợp ấy, thì hợp đồng mẫu có thể là nó thừa hoặc thiếu cái nội dung trong hợp đồng đặt cọc. Về nguyên tắc xử lý cái tình huống này thì chúng ta phải hiểu là mọi cái thỏa thuận của chúng ta nếu không trái với lại các quy định của pháp luật thì nó đều hợp pháp. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể để các nội dung trong cái hợp đồng đặt cọc hoặc là cái nội dung mà mình mong muốn vào trong cái hợp đồng mua bán, bổ sung cho cái hợp đồng mua bán cho phù hợp với lại thỏa thuận giữa các bên các bạn. Thì trên đây là cái kinh nghiệm của tôi trong quá trình soạn thảo hợp đồng mua bán bất động sản. Hy vọng các kinh nghiệm của tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái gợi ý khi mà các bạn soạn thảo cho mình một cái hợp đồng mua bán bất động sản. Các bạn có thể thấy là ở đây có một cái cầu rất là đẹp này. Và đằng sau cái khu đô thị này lại có một tuyến đường đôi rất là đẹp này các bạn. Ở đây có một cái cầu đẹp. Tuyến đường đôi này cũng đẹp các bạn. Họ đang làm các bạn. Như họ đang làm hoặc là mới làm xong. Khu đô thị này đẹp các bạn nhé, do là vị trí trung tâm các bạn, gần rất gần trung tâm. Đây gần một cái cầu này để đi thông sang phía bên kia sông này, gần sông này, và đằng sau này có tuyến đường lớn các bạn.
bạn có thể thấy là chúng ta đứng ở đây, chúng ta có thể nhìn được một loạt các cao ốc cao tầng, một cái cao ốc ở phía đường Trần Phú các bạn. Tôi nghĩ là đường chim bay thì chỉ khoảng 1 km là có thể là đến được đường Trần Phú chứ các bạn. Không đến các bạn. Tỷ lệ xây dựng ở đây khoảng 30% các bạn. Đường xá đây tôi thấy khá là đẹp, vỉa hè tầm 4 m. Con đường này rộng khoảng 6 m các bạn, vỉa hè tầm 4 m. Đường này khoảng rộng 4 m thôi. Tôi sẽ tiếp tục đi khám phá cái khu đô thị Venezia một cái. Các bạn có thể thấy là ở đây có một tuyến đường họ đang làm các bạn. Rất là tuyệt này. Ngay sau cái khu dân cư này là có một cái tuyến đường này. Ở đây rất gần trung tâm nha các bạn. Đứng đây chúng ta có thể nhìn được các cao ốc phía đường Trần Phú. Và là đằng sau lưng của khu dân cư này thì lại có một cái tuyến đường họ đang xây dựng này các bạn. Họ đang lát vỉa hè này các bạn. Rất là hay. Chúng ta tiếp tục đi tham quan cái khu dân cư Venezia 1 này các bạn nhé. Đây có một cái công viên các bạn. Công viên khá là rộng. Ở đây có cả công nhân họ đang chăm sóc cây các bạn.
Đây là khu đô thị Lê Hồng Phong 1 các bạn. Ở đây là họ có cái máy để khoan các bạn. Ở đây là một cái dự án công trình gì đó lớn các bạn. Đây, họ quay. Giờ tôi sẽ tiếp tục đi khám phá cái khu đô thị Lê Hồng Phong 1 này các bạn nhé. Trong quá trình đầu tư bất động sản thì có một số bạn hỏi tôi rằng trước khi ký hợp đồng mua bán bất động sản thì cần lưu ý những điều gì? Thì sau đây là cái kinh nghiệm của tôi trong quá trình đi đầu tư bất động sản, rút ra các kinh nghiệm như sau. Một trong cái thói quen của nhiều người đó là ngại đọc. Thì nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải đọc hợp đồng trước khi ký. Chúng ta phải bỏ cái thói quen không đọc hợp đồng đi. Có rất nhiều người ký hợp đồng mua bán bất động sản có giá trị hàng tỷ đồng, nhưng khi công chứng viên nói là ký hợp đồng và lăn tay, mặc dù trước khi ký hợp đồng công chứng viên đã nói rõ là phải ghi rõ cái dòng chữ tôi đã đọc và đồng ý với những nội dung này. Tuy nhiên thực tế có rất nhiều người đã không đọc hợp đồng, tin tưởng tuyệt đối vào cái sự soạn thảo nội dung của phòng công chứng. Trong rất nhiều trường hợp sau này, hợp đồng công chứng không đúng với lại sự soạn thảo, có tranh chấp, người mua và người bán nói tôi ký nhưng tôi không đọc, điều này khi ra tòa án thì sẽ không bao giờ được chấp nhận các bạn. Do đó, cái nguyên tắc quan trọng đầu tiên là chúng ta phải đọc hợp đồng trước khi ký. Nguyên tắc thứ hai là đừng tin công chứng viên soạn thảo hợp đồng đúng 100%. Công chứng viên có thể họ rất là cẩn thận, nhưng do hầu hết các công chứng viên họ sử dụng các mẫu có sẵn, copy và paste, nên có rất nhiều trường hợp là công chứng viên đã không xóa hết các nội dung cũ. Có thể trang đầu tiên là cái hợp đồng bất động sản đang giao dịch, nhưng cái trang cuối lại có nội dung hợp đồng của bất động sản đã giao dịch các bạn. Do đó, chúng ta phải đọc và rà soát lại, chứ không thể tin 100% vào công chứng viên. Tài sản chúng ta rất là lớn, chúng ta phải kiểm soát cái việc này. Và chúng ta góp phần phát hiện ra các lỗi của công chứng viên, có thể là xác suất rất là thấp, nhưng điều này là vô cùng quan trọng. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta kiểm tra lại các thông tin quan trọng nhất trong hợp đồng mua bán bất động sản. Đó là họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân, thông tin nhà đất, giá cả, phương thức thanh toán, thuế và lệ phí. Có rất nhiều trường hợp khi công chứng xong rồi nộp sang bên cơ quan đăng ký để sang tên sổ đỏ, sổ hồng thì phát hiện ra sai chứng minh thư, sai số thửa, sai diện tích, cơ quan nhà nước họ đã trả lại hồ sơ để chỉnh sửa lại hợp đồng mua bán, dẫn đến mất rất nhiều thời gian, lãng phí công sức của cả người mua lẫn người bán các bạn. Do đó chúng ta luôn luôn phải lưu ý 3 vấn đề là đọc kỹ hợp đồng trước khi ký, không hoàn toàn tin tưởng vào hợp đồng do công chứng viên soạn thảo, và cuối cùng là luôn kiểm tra lại các thông tin quan trọng. Thì trên đây là cái kinh nghiệm của tôi trước khi ký một hợp đồng mua bán bất động sản. Hy vọng các kinh nghiệm này sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái gợi ý trước khi các bạn ký hợp đồng mua bán bất động sản. Các bạn có thể thấy được đây là một cái công viên. Đây có cả sân tennis các bạn nhé. Đây công viên có đồ tập thể thao cho người già và thanh niên các bạn. Còn ở kia là sân tennis. Đây là khu đô thị Lê Hồng Phong 1 các bạn. Dọc cái tuyến đường số 4 này. Tuyến đường số 4 trước mặt chúng ta kìa các bạn. Thì là có rất nhiều khu đô thị bám theo cái tuyến đường số 4 này các bạn. Ở đây có một cái trung tâm nghệ thuật Panorama các bạn. Ở đây là họ dạy về âm nhạc thì phải các bạn, dành cho trẻ em từ 4 đến 15 tuổi. Tôi sẽ tiếp tục đi khám phá cái khu đô thị Lê Hồng Phong 1 này các bạn nhé.
Đây đang có một số nhà họ đang xây rồi. Cái đấy tôi đi một vòng ấy thì tôi tưởng là cái khu đô thị này là khu đô thị Venetia 1 các bạn. Nhưng mà đây là khu đô thị Lê Hồng Phong 1 các bạn nhé. Đây là khu đô thị Lê Hồng Phong 1. Có thể là ngày xưa họ có hai tên các bạn. Tuy nhiên thì ở đây bây giờ tôi đi tôi thấy là cái chú dẫn trong bản đồ Wikimedia ấy, thì nó không giống như là các tuyến đường ở đây, các ngôi nhà ở đây họ ghi là khu đô thị Lê Hồng Phong 1 các bạn. Đây là khu đô thị Lê Hồng Phong 1. Các bạn có thể thấy là trước mặt chúng ta có những cái cao ốc, tức là cái khu đô thị này rất là gần trung tâm thành phố Nha Trang các bạn. Đến đây thì tôi xin phép được kết thúc cái video clip về khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 của thành phố Nha Trang. Nếu các bạn thấy video của tôi có ích, hãy ấn nút đăng ký để thường xuyên nhận được các video mới nhất của tôi mỗi khi up lên YouTube. Ấn nút like, comment và share cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại các video clip tiếp theo.